cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, ngày 14 tháng 11 năm 2023, ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Ông Lưu Bình Nhưỡng từng là đại biểu Quốc hội khóa 14, được biết đến là người hay có những phát biểu tranh luận tại nghị trường, đặc biệt liên quan đến các vấn đề nóng của xã hội. Nhiều phát biểu trong đó đã bị số đối tượng chống đối lợi dụng bôi nhọ cơ quan đảng nhà nước trở thành chất liệu chống phá. Đặc biệt, ông Lưu Bình Nhưỡng cũng từng có những phát biểu trước Quốc hội về đạo đức, công lý và những thế lực xấu đã lợi dụng tung hô lấy cớ xuyên tạc. Vì vậy, không ngạc nhiên khi tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt, lập tức các đối tượng chống đối, phản động đã lợi dụng vô cáo. Tổ chức khủng bố Việt Tân cho rằng, vì ông Lưu Bình Nhưỡng hay nói động chạm đến các vấn đề xã hội, động chạm đến cả cơ quan tiến hành tố tụng mà dẫn tới bị xử lý hình sự. Chúng còn thần thánh hóa rằng, với việc ông Nhưỡng bị bắt, dân mất chỗ dựa, mất nơi gửi đơn kêu an. Có thể nói, đây là luận điệu kích động, xuyên tạc thường thấy của các thế lực xấu nhằm đánh cháo bản chất vấn đề vụ án mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đang điều tra không phải là điều tra trực tiếp từ đầu đối với ông Lưu Bình Nhỗ. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, 37 tuổi, thường gọi là Cường Quát, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 170 Bộ luật hình sự. Trước đó ngày 17 tháng 5 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Phạm Minh Cường về tội danh trên sau đó công an tỉnh thái bình đã mở rộng điều tra vụ án tập trung làm rõ các đối tượng có hành vi tiếp tay giúp sức cho bị can thực hiện hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật quá trình bắt khám xét đối với bị can lưu bình nhưỡng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình cũng đã thu giữ nhiều đồ vật tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án với các tài liệu có liên quan đến vụ án thu được việc ông nhưỡng bị bắt khởi tố để điều tra mở rộng vụ án phạm minh cường là đảm bảo đúng quy trình tố tụng tính chất, mức độ vi phạm, sự liên quan của bị can Lưu Bình Nhưỡng trong vụ án cường quát như thế nào, hành vi cưỡng đoạt tài sản ra sao, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ và sẽ có kết luận cụ thể. Tại cuộc họp báo mới đây, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết, vụ ông Lưu Bình Nhưỡng chưa thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo, xem xét. Hiện các cơ quan chức năng đang thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, theo đúng thẩm quyền. Ông Nguyễn Văn Yên cho biết, Đối với trường hợp của ông Lưu Bình Nhưỡng, là người có nhiều ý kiến đóng góp ở các diễn đàn, những đóng góp tốt của ông Lưu Bình Nhưỡng chúng ta cần ghi nhận, nhưng những vi phạm của ông Nhưỡng cũng phải xử lý nghiêm. Ông Nguyễn Văn Yên nêu rõ, khi các cơ quan bảo vệ pháp luật đã quyết định xử lý thì phải có căn cứ. Pháp luật của chúng ta rất chặt chẽ, nhất là pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự. Vì vậy, để quyết định khởi tố một vụ án, một bị can, đặc biệt là áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam là đã đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Bộ luật tố tụng hình sự quy định hết sức chặt chẽ, không một cơ quan nào có thể tự ý thực hiện. Toàn bộ hoạt động của cơ quan điều tra được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp kiểm sát trực tiếp, toàn diện và chịu trách nhiệm về việc phê chuẩn. Theo Phó chủ ban nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên, khi người dân chưa hiểu thì có thể còn băn khoăn, nhưng hãy tin vào kết quả điều tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Việc một số tổ chức cá nhân thù địch, phản động, cố tình đánh cháo bản chất vụ án liên quan ông Lưu Bình Nhưỡng là thủ đoạn không mới, các đối tượng cố tình định hướng dư luận theo hướng tiêu cực, biến một vụ án hình sự được điều tra như một vụ tấn công người bảo vệ công lý, miệt thị rằng không có quyền cất lên tiếng nói tự do ngôn luận, lợi dụng pháp luật để áp tội tùy tiện, trù dập những người khiến họ không hài lòng. Các đối tượng tung hô cá nhân, vi phạm, miệt thị cơ quan tiến hành tố tụng để chống phá, hạ bệ, bôi nhọ hệ thống pháp luật Việt Nam, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với cơ quan công quyền, tiến tới quy kết, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam. Những luận điệu trên vốn dĩ không phải là thủ đoạn mới, bởi từ trước đến nay, lợi dụng nhiều đối tượng bị bắt, các tổ chức, hội nhóm phản động như Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ, các hãng truyền thông hải ngoại thù địch với Việt Nam như RFA, RFI, VOA, đã đưa ra nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, cố tình công kích đảng, nhà nước, các cơ quan chức năng, do vậy người dùng mạng xã hội phải thật tỉnh táo trước các luận điệu xuyên tạc bởi mạng xã hội là miếng đất màu mỡ để các thế lực thù địch phản cách mạng, phần tử cơ hội chính trị sử dụng thực hiện những thủ đoạn xấu chống phá đảng nhà nước. Qua việc khởi tố ông Lưu Bình Nhưỡng một lần nữa cho thấy việc xử lý vi phạm không có vùng cấm dù đó là người có chức vụ quyền hạn hay một người dân bình thường. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chia sẻ khi tiếp xúc với cử tri rằng không hay ho gì khi phải xử lý cán bộ đồng chí của mình. Nhưng vì sự tồn vong của chế độ, của đảng, đòi hỏi phải làm nghiêm, xử lý nghiêm. Đây cũng là một bài học đối với các cán bộ, đảng viên có chức quyền, dù to hay nhỏ đều phải sống và làm theo pháp luật. Mọi sai phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm, công bằng trước pháp luật, không có ngoại lệ tại buổi thông báo kết quả cuộc họp thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chiều 22 tháng 11, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan vụ ông Lưu Bình Nhưỡng, phó trưởng ban dân nguyện thuộc ủy ban thường vụ quốc hội bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc cưỡng đoạt tài sản, phó trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn Văn Yên nêu rõ vụ án này đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình trực tiếp thụ lý giải quyết và chưa thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Ông Yên nhấn mạnh các cơ quan chức năng đang thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, theo đúng thẩm quyền. Ông Yên cũng chỉ rõ, thông qua sự việc này cần thấy rõ, đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, người có nhiều ý kiến ở các diễn đàn khác nhau. Do đó, những đóng góp tốt của ông Lưu Bình Nhưỡng được ghi nhận nhưng những sai phạm phải bị xử lý. Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã quyết định xử lý thì cần tin có căn cứ. Theo ông Yên, pháp luật quy định rất chặt, nhất là pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự để quyết định khởi tố một vụ án, quyết định khởi tố một bị can, đặc biệt áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam là cực kỳ nghiêm trọng. Bộ luật tố tụng hình sự quy định rất chặt chẽ, không một cơ quan nào có thể tự thực hiện. Toàn bộ hoạt động của cơ quan điều tra được Viện Kiểm sát cung cấp kiểm soát trực tiếp, toàn diện và chịu trách nhiệm về việc phê chuẩn. Nếu khó khăn vướng mắc còn phải xin hướng dẫn của các cơ quan tiến hành tố tụng. Những vấn đề khác còn được các cơ quan tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm xử lý, chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của nhà nước, tổ chức người dân chưa hiểu còn băn khoăn lo lắng ý kiến này ý kiến khác nhưng hãy tin vào kết quả điều tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật ông nguyễn văn yên cho biết thêm sẽ có nhiều thông tin hơn để hiểu nhiều chiều đánh giá công tâm khách quan đúng bản chất sai phạm Trước đó, ngày 14 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, làm việc với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự. Ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, quê Thái Bình, là tiến sĩ luật. Thời điểm bị bắt, ông đang là phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngoài ra, các cơ quan đang làm thủ tục để đình chỉ sinh hoạt đảng và tạm đình chỉ công tác với ông Lưu Bình Nhưỡng. Một nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đối với cán bộ khi bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội nào đó, người này sẽ bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ công tác. Còn với quy định của Đảng tại Điều 17, Quy định 22, Quy đề TVK của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nêu rõ, khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giữ, bắt, khám xét khẩn cấp, khởi tố bị can hoặc bản án có hiệu lực pháp luật đối với công dân là đảng viên thì chậm nhất là 3 ngày thủ trưởng cơ quan đó có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức đảng trực tiếp quản lý đảng viên đó. Đảng viên bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam hoặc do cơ quan thanh tra kiểm toán cung cấp nội dung vi phạm pháp luật thì tổ chức đảng có thẩm quyền chủ động kịp thời kiểm tra, kết luận và xem xét xử lý kỷ luật đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý không chờ kết luận hoặc tuyên án của tòa án hoặc kết luận của cơ quan thanh tra kiểm toán, không cần quyết định cho đảng viên, cấp ủy viên trở lại sinh hoạt mới xem xét xử lý kỷ luật. Sau khi có bản án hoặc quyết định của tòa án hoặc kết luận của cơ quan thanh tra kiểm toán nếu thấy cần thiết tổ chức đảng có thẩm quyền kỷ luật xem xét lại việc kỷ luật đảng đối với đảng viên đó